Chào các bạn, ngày hôm nay bằng của các bạn thi bằng lái A1 ngày 4 tháng 3 và ngày 5 tháng 3 thì hiện giờ ở đây rất là nhiều bằng, hơn 200 bằng lái ở đây. Thì bên mình đào tạo rất là uy tín cho nên các bạn thi ở đây tỷ lệ đậu rất là cao. Thì video đã lên rất là nhiều về cái việc mà bằng lái bên mình cấp rồi, nhưng mà cũng quay thêm để cập nhật nội dung hoạt động của bên Tuấn cho các bạn xem. Thì bằng lái ở đây sau khi các bạn thi á, thì rơi vô khoảng 18 hay đồng viện sẽ có bằng. Thủ tục đăng ký rất là đơn giản à, thì một sắp bằng như vậy á, là cho từng cái ngày thi bên Tuấn chia ra để mình giải phát cho các bạn. Muốn đăng ký thi á, thì hiện giờ là tháng 4 sẽ có ngày 14 và 15 tây tháng 4 để mình thề đăng ký. Chỉ cần mang chứng minh nhân dân qua đăng ký là được rồi. Còn tất cả các thủ tục còn lại như là khám sức khỏe và chụp ảnh thẻ, photo chứng minh là miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra là vì các bạn được tập xe miễn phí, có thiết bị chấm điểm cho nên cái tỷ lệ các bạn thi đậu rất là cao. Riêng các bạn nào mà chạy xe yếu, ta lái yếu thì Tuấn có giải kèm 1 kèm 1. Cho nên là các bạn đừng có lo khi mà mình chạy xe yếu. Một tháng đó, bên Tuấn thi đến 12-15 lịch thi lần. Cho nên là muốn thi giờ nào cũng được. Lịch thi là tự chọn, tùy chọn, cảm thấy phù hợp với mình thì mình đăng ký, chứ không có bắt buộc là phải theo thông báo của trường. Thì phí đăng ký rất là đơn giản, là mình chỉ có 690 thôi đối với sinh viên. Còn bạn nào đi làm thì 720, mình sẽ hỗ trợ bên sinh viên. Mình sẽ nói rõ luôn mức phí, chứ không có giấu về cái mức phí giống như mấy trung tâm khác. Thì bạn nào có nhu cầu đăng ký thì hãy liên hệ với Tuấn số điện thoại 0907320606. Số đó cũng là số điện thoại và Zalo luôn. Để đăng ký, cần gì Tuấn sẽ hướng dẫn thêm. Rồi, tạm biệt các bạn nha.